Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 8, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Hạnh ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư là đảng viên tiêu biểu trong hoạt động thiện nguyện. Với ông, niềm vui của tuổi xế chiều chính là được chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trang thông tin Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, dưới sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của ngành y tế, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 91% vào năm ngoái, ước vượt chỉ tiêu giao năm nay về số bác sĩ và số giường bệnh trên 1 vạn dân. Tầm vóc người dân được cải thiện rõ rệt, tuổi thọ trung bình tăng đạt 73,6 tuổi. Việt Nam là quốc gia có số liều vaccine phòng COVID-19 sử dụng và tỷ lệ bao phủ cao trên thế giới, làm chủ được công nghệ ghép tạng và ghép 6 tạng chủ yếu. Về hoạt động chuyên môn, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe được tăng cường, nhất là đối với việc phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, ngành y tế còn làm tốt vệ sinh lao động, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, việc cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh, y dược cổ truyền, quản lý dược, dân số và phát triển. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhưng rất tự hào. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, cán bộ nhân viên y tế cả nước tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thấm nhuần quan điểm đặt sức khỏe của người dân lên trên hết, tiếp cận phát triển y tế tổng thể cả ở công lập và tư nhân, triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 có thể còn phức tạp, Thủ tướng đề nghị ngành y tế phát huy vai trò nòng cốt cùng các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình dịch bệnh, có biện pháp phù hợp, chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bùng phát trở lại, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, quan tâm động viên, có chế độ đãi ngộ phù hợp với nhân viên y tế, hạn chế tình trạng bỏ việc, đổi mới lề lối làm việc, tránh tham nhũng lãng phí, thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Các địa phương quan tâm phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở. Thủ tướng mong muốn ngành y tế và các địa phương sớm vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sáng nay tại quảng trường Long Hưng, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Đương Hà tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự và tặng hoa chúc mừng. Tại lễ khai mạc đại hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như chương trình trình diễn văn hóa dân gian, chương trình đồng diễn văn nghệ, biểu diễn võ thuật. Trong khuôn khổ thể dục thể thao huyện Hưng Hà có 11 môn thi đấu. Ngay sau lễ khai mạc, huyện Hưng Hà đã đồng loạt tổ chức các giải thi đấu tại nhiều địa điểm, thu hút hàng nghìn vận động viên và nhân dân đến xem cổ vũ. Đại hội thể dục thể thao huyện Hưng Hà lần thứ 9 là ngày hội văn hóa thể thao lớn, tạo không khí vui tươi phấn khởi và tăng cường đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp thể dục thể thao của huyện phát triển lên tầm cao mới. Thành công của đại hội cũng chính là sự chuẩn bị tốt cả về chuyên môn, lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể thao tỉnh Thái Bình diễn ra vào cuối năm nay. Đến nay, huyện Đông Hưng đã có 442 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 95%. Nhìn chung, các chi bộ chuẩn bị văn kiện đại hội chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định, báo cáo chính trị trình đại hội được chi ủy chi bộ đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, chỉ ra những ưu khuyết điểm, nguyên nhân và xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Hiện các đảng ủy cơ sở đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ còn lại tiến hành đại hội, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, gương mẫu là trách nhiệm, danh dự, tiêu chí của người đảng viên. Hành động gương mẫu của đảng viên sẽ góp phần củng cố, góp phần vào xây dựng đảng. Tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, mọi người ngoài biết đến ông Nguyễn Văn Hạnh với 70 năm tuổi đảng,
thì còn được biết đến ông là một đảng viên tiêu biểu trong hoạt động thiện nguyện. Quan điểm của ông là dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng noi theo, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy. Ở tuổi 90, nhưng ông Hạnh vẫn cùng vợ tích cực làm thiện nguyện. Niềm vui của tuổi xế chiều chính là được chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2011 tới nay, ông Hạnh đã cùng gia đình động viên hỗ trợ được khá nhiều trường hợp tại địa phương với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Rất là xúc động, cảm động với lại gia đình ông Hạnh. Tất cả nọ kia, khu xóm rồi thì trong hội nọ, hội kia các thứ đều là thân thiết cả. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh là đảng viên cao tuổi đảng. Đồng chí là một tấm gương sáng cho thế hệ tôi học tập. Hàng năm thì đồng chí đã có cái tinh thần thực hiện cái chỉ thị 05 là gương người tốt, việc tốt. Đồng chí cũng đã tiết kiệm tiền lương này, rồi là động viên con cháu, rồi tích góp cái khoản tiền từ vài chục triệu để ủng hộ, rồi là hỗ trợ các cái người già cùng trang lứa. Thì đây là một cái việc làm rất là đáng trân trọng. 19 tuổi theo đảng làm cách mạng, ông Hạnh đã giác ngộ được lý tưởng của người cách mạng, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Hạnh là chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, một trong 6 đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 16 tháng 1 năm 1951 tại đình Mống Lá, xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Trong suốt chặng đường chiến đấu gian khổ, ông Hạnh cùng cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 320 luôn nêu cao lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng mà tham gia vào cái lực lượng này để mà giải phóng quê hương, chứ không để quê hương nó tàn phá, tàn sát ghê gớm lắm. Vậy cho nên là cái khí thế lúc bây giờ là mọi anh em đều chiến đấu để góp phần vào cái việc giải phóng quê hương, thế rồi để cho nhân dân được thoát khỏi cái ách nô lệ. Đi qua chiến tranh trở về với đời thường, lý tưởng cách mạng vẫn được ông Hạnh nuôi dưỡng và truyền lại cho thế hệ con cháu. Đó là cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Hiện 11 người con, người cháu của ông đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi quyết tâm đi theo Đảng kể từ khi tôi trưởng thành cho đến nay, mà kể cả con cháu tôi cũng vẫn đi theo cái đường lối đó. Tôi cũng động viên con cháu rằng là đây là cái mà trách nhiệm của mọi người. Và ta thấy rằng ta có điều kiện hơn thì nên giúp đỡ những người khó khăn, tàn tật, ốm yếu để người ta có điều kiện mà trở lại được cái sức khỏe. Còn sức là còn phụng sự tổ quốc, xây dựng phát triển quê hương. Ông Hạnh tuổi cao nhưng gương sáng. Ông và gia đình sẽ tiếp tục cho hoạt động thiện nguyện đến với những mảnh đời cần sự sẻ chia. Các tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Trang thông tin Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo. Dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều người còn chủ quan, thiếu kiến thức về bệnh, dẫn đến những sai lầm nguy hiểm. Bản tin tiếp tục với những thông tin kinh tế. Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức các lớp tập huấn hỗ trợ hộ gia đình hội viên nông dân đưa sản phẩm hàng hóa lên sàn thương mại điện tử postmark.vn ở các xã thị trấn trong toàn huyện. Tại các lớp tập huấn, lãnh đạo hội nông dân các xã thị trấn và hơn 400 hội viên được đại diện Bưu điện tỉnh hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng và tài khoản dùng cho bán hàng. Lợi ích từ việc quảng bá sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, những lưu ý đối với các hộ tham gia bày bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Thông qua tập huấn, hội viên nông dân hiểu được lợi ích của việc tham gia sàn thương mại điện tử, từng bước cải tiến kỹ thuật sản xuất, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm để đưa lên sàn thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Những biến động về thị trường, tình hình lạm phát gia tăng trên thế giới khiến các doanh nghiệp dệt may lo lắng khó hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm và cả năm. Trong 6 tháng qua, giá trị xuất khẩu hàng dệt may của tỉnh Thái Bình đạt trên 597 triệu đô la, tăng 36,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành dệt may cũng dự báo những tháng cuối năm nay, toàn ngành sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn do chịu tác động trực tiếp bởi những biến động khó đoán định trên thế giới. Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch và ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm.
Trong khi đó, kinh tế khó khăn và tỷ lệ lạm phát tăng cao tại các thị trường tiêu thụ dệt may lớn như Mỹ, châu Âu làm cho sức mua các mặt hàng tiêu dùng, trong đó có hàng dệt may giảm đáng kể, ảnh hưởng đến đơn hàng và đơn giá của các doanh nghiệp dệt may. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng, điều này khiến mục tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may khó có khả năng hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp Liên Hà Thái đang đẩy nhanh xây dựng nhà xưởng và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay. Vì vậy, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái đang hoàn thiện các công đoạn cuối nhà máy xử lý nước thải, sẵn sàng phục vụ nhu cầu hoạt động của các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp. Theo đó, nhà đầu tư hạ tầng tập trung xây dựng nhà máy xử lý nước thải, tiếp nhận cả nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đã qua xử lý sơ bộ. Nhà máy có tổng công suất lên tới 25.000 mét khối một ngày đêm. Trong giai đoạn đầu tiên, khi các xưởng sản xuất chưa lấp đầy khu công nghiệp, nhu cầu nước cấp và xử lý nước thải còn thấp. Do đó, nhà máy xử lý nước thải được thiết kế làm các mô-đun, với mô-đun 1 có công suất 5.000 mét khối một ngày đêm. Hiện nay, công tác xây dựng nhà máy xử lý nước thải đã gần như hoàn tất các công đoạn cuối, sẵn sàng vận hành đi vào hoạt động trong thời gian tới, xử lý triệt để nước thải phát sinh của các doanh nghiệp, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động, cư dân địa phương, môi trường trong và ngoài khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Thái Bình triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như đầu tư thuận lợi vào tỉnh. Một trong những giải pháp đang được triển khai hiệu quả đó là trang thông tin Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, gần 50 kiến nghị của doanh nghiệp được gửi đến và tất cả những kiến nghị này đều nhanh chóng được các cơ quan chức năng của tỉnh tháo gỡ giải quyết. Đây là những con số thống kê từ Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Đầu tư và Phát triển của tỉnh, đơn vị quản lý trang thông tin Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo. Đã có khoảng 1.400 lượt các cái doanh nghiệp đã quan tâm đến cái trang này, và có hơn 800 doanh nghiệp là đã vào trực tiếp các cái trang này để xem và để tìm hiểu các cái thông tin liên quan đến đầu tư, liên quan đến kinh tế xã hội và phát triển doanh nghiệp của tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong 2 tháng đầu tiên hoạt động thì đây được đánh giá là cái hoạt động rất thành công của trang thông tin. Trước khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong giải phóng mặt bằng thi công đường ống thì chúng tôi đã truyền đạt qua trang Zalo Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp và đã nhận được ngay phản hồi xử lý giải quyết vấn đề cho chúng tôi. Tôi cho rằng là cái trang Zalo của Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp là một những cái phương tiện công cụ hữu ích đối với lại các doanh nghiệp. Cũng theo nhiều doanh nghiệp cho biết, trước đây khi gặp phải vướng mắc khó khăn cụ thể thì thường sẽ phải đến chính quyền địa phương cũng như từng sở ngành chức năng của tỉnh để được tháo gỡ giải quyết, mất rất nhiều thời gian đi lại và công sức. Nhưng từ khi trang thông tin đi vào hoạt động là địa chỉ tin cậy để doanh nghiệp gửi gắm những kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình. Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao cho từng sở ngành và chính quyền địa phương giải quyết. Cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, những kiến nghị của doanh nghiệp khi được gửi đến đã được các sở ngành và chính quyền địa phương phối hợp một cách trách nhiệm, bài bản để tháo gỡ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đối với Quỳnh Phụ chúng tôi thì cũng xác định là đây là cái trách nhiệm chung của cấp ủy chính quyền địa phương và tạo cái sự gần hơn giữa các cấp ủy chính quyền địa phương với doanh nghiệp. Khi có những khó khăn và khi nắm bắt được thông tin kịp thời thì cấp ủy chính quyền vào cuộc cùng với doanh nghiệp. Với mỗi doanh nghiệp, nhà đầu tư khi triển khai các dự án cũng như quá trình phát triển sản xuất luôn gặp phải rất nhiều khó khăn vướng mắc. Bởi vậy, việc sâu sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng thông qua những góp ý kiến nghị chân thành của các doanh nghiệp là điều hết sức quan trọng. Từ đó để tỉnh cũng như các sở ban ngành địa phương thấy rõ được những việc đã làm được và những điều doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa hài lòng, để có các giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ thực chất khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp quan trọng để Thái Bình tiếp tục nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong thời gian tới. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19. Hôm nay Thái Bình vẫn ghi nhận số ca mắc mới cao với 48 ca. Toàn tỉnh đang quản lý điều trị 492 ca F0, trong đó tại cơ sở thu dung bệnh viện là 53 ca. Số ca đang quản lý giám sát điều trị tại nhà là 439 ca. Về tiêm phòng COVID-19, đến nay Thái Bình đã thực hiện được khoảng 4.144.000 mũi tiêm. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm nhắc lại lần 1 mũi 3 đạt 88,38%, tỷ lệ tiêm nhắc lại lần 2 mũi 4 đạt 58,52%. Ba huyện có tỷ lệ tiêm mũi 3 cao đó là Kiến Sương, Tiền Hải, Đông Hưng.
mũi bổ nhắc lại lần 2 ở người từ 18 tuổi trở lên. Hai địa phương có tỷ lệ tiêm cao là Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình. Đối với nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 nhắc lại đạt 25,77%. Hai địa phương có tỷ lệ tiêm cao hơn là Tiền Hải, Kiến Sương. Đối với nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 78,21% và mũi 2 đạt 47,35%. Dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều người còn chủ quan trong việc khám điều trị bệnh, không tìm hiểu kiến thức về bệnh dẫn đến những sai lầm nguy hiểm. Sốt xuất huyết thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày và trong 3 ngày đầu tiên người bệnh sẽ sốt cao. Tuy nhiên, thời gian này không phải là thời gian nguy hiểm nhất, cũng không xuất hiện các biến chứng. Bắt đầu từ ngày thứ tư, bệnh nhân sẽ không còn sốt cao như 3 ngày trước nên nhiều người cho rằng bệnh đã sắp khỏi. Dừng điều trị, nhưng chính giai đoạn này có thể xảy ra những biến chứng nặng như xuất huyết do giảm tiểu cầu. Bên cạnh đó, nhiều người còn tự ý mua thuốc về dùng, nhưng nếu không sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, một số loại thuốc sẽ làm tình trạng chảy máu ở người bệnh trầm trọng hơn, có thể xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa năm học mới sẽ bắt đầu. Thời điểm này, việc chuẩn bị cơ sở vật chất và chuyên môn tại các trường học ở huyện Tiền Hải cơ bản diễn ra theo đúng kế hoạch, sẵn sàng bắt đầu cho năm học mới với tinh thần thi đua, dạy tốt, học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Năm học 2022-2023, trường tiểu học và trung học cơ sở Vũ Lăng, huyện Tiền Hải có trên 500 học sinh ở cả hai cấp. Nhà trường đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục cuối cùng của dãy nhà học mới được đầu tư để chuẩn bị cho năm học mới. Dự kiến, nhà trường sẽ đưa vào sử dụng 18 phòng học, 12 phòng bộ môn riêng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đối với cấp trung học cơ sở, thì nhà trường có thêm 4 phòng bộ môn mới và lát lại toàn bộ sân của hai khuôn viên của tiểu học và trung học cơ sở, xây mới nhà vệ sinh cũng như là xây mới thư viện và hệ thống lán xe. Và cho đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như là công tác chuyên môn của nhà trường thì sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Theo kế hoạch, học sinh lớp 10 sẽ tựu trường vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Đến nay, mọi khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất đang được trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thái gấp rút triển khai để năm học 2022-2023, nhà trường sẽ đón hơn 450 học sinh lớp 10 vào nhập học. Trường chúng tôi năm nay thì có một cái khu nhà mới 3 tầng mới, nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng là đôn đốc nhà thầu bên thi công là sẽ hoàn thiện 12 phòng học mới ở dãy nhà 3 tầng để đón học sinh mới trước ngày khai giảng. Đảm bảo chất lượng dạy và học trong năm học mới, ngành giáo dục huyện Tiền Hải cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện như chú trọng về các hoạt động kỹ năng sống cho học sinh, tiếp tục đổi mới các phương pháp giảng dạy, tăng cường đầu tư thiết bị giáo dục. Cùng với đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được triển khai theo đúng kế hoạch và dưới nhiều hình thức nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu của đổi mới sách giáo khoa. Để chuẩn bị cho năm học mới thì nhà trường cũng đã đưa cái hoạt động kỹ năng sống vào trong hè để giúp các em những điều cần thiết nhất về bản thân cũng như về kỹ năng giao tiếp hợp tác. Và đặc biệt với các thầy cô giáo dạy lớp 3 thì đã được tập huấn chương trình khai sách khoa của năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023 đã cận kề, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được hoàn tất. Các trường học trên địa bàn huyện Tiền Hải tự tin bước vào năm học mới với một tâm thế sẵn sàng, hy vọng sẽ gặt hái được nhiều kết quả thắng lợi. Thưa quý vị và các bạn, đồ chơi bằng pin cho trẻ em luôn là những sản phẩm thu hút trẻ nhỏ. Tuy nhiên, loại đồ chơi này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra những tai nạn đáng tiếc. Trường hợp của bệnh nhi sau là một ví dụ. Vừa qua, tại Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh, một bệnh nhi 10 tuổi nhập viện với vết thương do dị vật ở nhiều vị trí như bàn tay, cánh tay, ngực, bụng, chảy máu. Nguyên nhân của vụ tai nạn thương tích này được xác định là do bệnh nhi chơi đồ chơi bị nổ pin và các mảnh vỡ bóng đèn văng vào người. Hiện nay trên thị trường, các loại đồ chơi trẻ em có sử dụng pin rất phổ biến. Các bộ đồ chơi đều sử dụng các loại pin nhỏ có công suất từ 1 đến 1,5V. Mỗi mô hình sử dụng từ 1 đến 3 cục pin. Có những đồ chơi sử dụng loại pin tái nạp. Một số loại đồ chơi cần năng lượng lớn thì có thể sử dụng cùng lúc 4 đến 6 cột pin. Khi bảo quản, sử dụng pin không đúng cách dễ dẫn đến nguy cơ phát nổ. Thông thường là các bạn ấy cầm đồ chơi thì cái thiết bị mà điều khiển ấy thì thường dùng các loại pin là được nạp lại. Thì cái pin này trong quá trình chúng ta sạc, chúng ta dùng một thời gian chúng ta sạc lại. Mà nếu mà chất lượng pin nó không tốt thì tạp chất của pin nó rất nhiều, thì cái dòng của cái pin nó lớn hơn so với những loại pin tiểu 1,5V kia. Thì cái này khi mà chúng ta cầm, đặc biệt chúng ta lại cầm cái thiết bị điều khiển bao giờ cầm trên tay,
Và quá trình mà chúng ta vận động rồi chơi trong thời gian cũng khá lâu chẳng hạn, thì cái pin nó sẽ sinh nhiệt, sinh khí và nó sẽ có thể rất là dễ dây cháy nổ. Đối với các loại pin nhỏ, công suất thấp thì nguy cơ phát nổ thấp hơn, nhưng do kết cấu thô sơ, giá thành rẻ, sản phẩm được làm từ những nguyên liệu không đảm bảo, dễ dẫn đến tình trạng chập bảng mạch, phóng tia lửa điện. Nếu gặp điều kiện thuận lợi, có thể bùng phát thành những đám cháy lớn. Những đồ chơi nhỏ như này thông thường mà khi mà chúng ta lắp ba cục pin đây thì thường là một là chúng ta pin đấy chúng ta dùng lâu. Đấy thì nó đã bị xả gần hết rồi, bắt đầu nó gây ra hiện tượng là chảy nước pin. Đấy thì có thể là trong quá trình lắp lại thì nó sẽ gây nước ở các cái điểm cực ở trong cái lắp pin này, có thể gây chập cháy. Thứ hai nữa là các bạn trẻ là có thể tắm rửa cũng có thể mang đồ chơi lẫn vào trong bể bơi chậu nước chẳng hạn. Hoặc là trong quá trình chơi chúng ta có thể để nước vào thì cũng thể gây ra các cái chập cháy hoặc cái đấu sai cực. Trung thu là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại đồ chơi, trong đó có đồ chơi điện tử sử dụng các loại pin tăng cao. Các bậc phụ huynh cần thận trọng trong việc lựa chọn đồ chơi cho con trẻ. Lưu ý lựa chọn những loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được các cơ quan chức năng kiểm định, bảo quản đúng cách và hạn chế tiếp xúc với nguồn nhiệt cao. Đối với đồ chơi tái nạp, cần giám sát các thiết bị cần sạc pin. Khi pin đầy, cần rút dây cắm sạc, tránh tình trạng pin quá tải gây nổ pin. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.